Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Sĩ Kẹo đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm cái bộ trang phục thiên thần. Đây, mình đang có mặt tại cổng trời và liệu rằng có ai không nhỉ? Anh em ơi, có ai không nhỉ? Đây, chưa thấy ai luôn. Nào, à kia rồi. Phát hiện ra một thanh niên. Ok, ủa ơi, gì vậy? Chạy nhanh còn kịp. Chạy nhanh còn kịp cơ ông ạ. Đây, đứng tạm ở đây. À đủ, nó chạy sang chơi mình kìa. Ok, hay quá bạn ơi. Hôm nay thì mình chơi trong cái chế độ leo rank đua anh em ạ, hai người thôi, cho nó dễ chơi. Đấy, vì là mình chơi game bình thường là mình không có bật loa cũng như là không có bật mic luôn. Nếu mà chơi team squad thì thật sự là hơi bị khó chơi thật. Ok, giảm thanh luôn, ngon. Đây, nhưng mà thừa một giảm thanh các bạn ạ. Ơ bạn kia, bạn không lượm giảm thanh hả? Ui, chơi lây vậy ông ơi. Vậy thì tôi sẽ ship cho ông. Đây, lượm nhanh giảm thanh đi ông. Lấy giảm thanh mà chơi, để hai đứa có thể cùng kiếm tôm nào. Hòm sau này thì còn gì không nhỉ? Bây giờ là mình mới kiếm máu cơ. Uầy, không có máu luôn, chán thế. Đây, chỗ này có tận 4 hòm sao luôn. Anh em tha hồ chạy ra để mà kiếm máu nhỉ. Mình sẽ chạy qua lượm thử cái hòm sao này coi. Uầy, có rất nhiều đạn tiểu liên. Nhưng mà thôi anh em ạ, đạn tiểu liên nhiều quá thì cũng không tốt này. Chỗ này tận 3 hòm sao luôn. À, có dao. Lấy tạm dao, có lẽ là nó sẽ chống đạn tốt hơn so với gậy bóng chày. Gậy bóng chày nó là một cái vũ khí cận chiến nhưng mà lại không có tác dụng chống đạn. Đây, còn hòm sắt nữa này. Ôi, hòm sắt này thì cũng không có máu luôn. Chủ yếu là bây giờ tôi đi kiếm máu thôi, chứ còn là kiếm mấy cái đồ khác thì thật sự là cũng không quan trọng cho lắm anh em ơi. Nào, chạy đi đâu bây giờ các ông ơi? Chạy đâu nhỉ? Đây, hiện tại thì chỉ còn lại có 17 thanh niên nữa. Nhưng mà mình thì mới chỉ ăn được có một kill thôi. Ủa ơi, chán quá cơ. Chán thế nhỉ? Trời ơi, các ông đang ở đâu các ông? Chạy ra hết cho tôi bắn cái nào. Chủ yếu là chơi game là mình chơi gặp rất là nhiều những thanh niên anh hùng núp, kiểu là các bạn ấy cứ thích thủ nhà thôi. Còn tôi thì lại trái ngược hoàn toàn. Mình chủ yếu là mình chơi game ấy, là mình toàn có đi săn người thôi, rất là ít khi mình thủ nhà. Đây, bây giờ các ông xem là tôi với lại các ông nên chạy đi đâu nhỉ? Ôi giời ơi, bạn số 2, tại sao bạn không đi chung với mình vậy? Đi chung với mình để hai đứa có cơ hội sống dai hơn nào. Cơ bản là tôi thấy thính ở đây, nên là tôi chạy qua xem là có đứa nào đi lượm thính hay không thì mình sẽ tranh thủ kill nó luôn. Nào, đấy, thính này chắc là chưa có ai lượm đâu. Vậy thì mình sẽ chạy xuống để lượm vậy. Chúng ta sẽ có được cái trang bị gì đây? Uầy, mũ ba này, lại có cả phóng lựu nữa cơ hả? Ok ok, hôm nay thì mình sẽ chơi cái khẩu súng phóng lựu M79 này. Nào, xem là có thằng nào đến lượm thính nữa hay không thì mình sẽ kill nó luôn. Ơ, nhưng mà hình như là thính mất sáng rồi. Thì làm gì có ai đến lượm nữa nhỉ? À, có xe. Có xe anh em ơi. Kia rồi. Nhảy xuống để lút đồ hả? Úi giời ơi, bạn ơi, bạn ơi. Ăn đạn phóng lựu không bạn ơi? Ăn đạn phóng lựu nhé. Úi giời ơi, chạy vào hả? Cứu bạn đi. Cứu bạn đi này. Ok, xong. Ơ kìa, nhưng mà tại sao bạn kia sống dai vậy? Vẫn chưa chết cơ hả? Ủa ơi, sống dai quá cơ. Anh em ơi, bây giờ là mình sẽ phải công xuống dưới thôi. Có một đứa nữa. À đây, chỗ này hả? Cẩn thận cái đầu. Ủa ơi, không hiểu sao mình căn vào sọ mà nó lại giật xuống cái áo giáp level 2 cơ. Chán quá nhỉ. Đâu, xem là ông đang chạy ở đâu. Tôi sẽ kêu ông luôn. Đâu rồi thanh niên? Chạy đâu rồi hả? Anh em thấy thanh niên đó chưa nhỉ? Đây, tôi là vẫn chưa có thấy ai luôn. Chán quá cơ. Thế là bây giờ mình lại cầm lại cái khẩu súng UMP lúc nãy để chơi. Cơ bản là vì cái khẩu súng M79 của tôi hết đạn rồi. Ồ, MP40 luôn, ngon. Đây ông ơi, nhanh lên xe ngồi, tôi sẽ là Misa và lái xe, phụ trách lái xe cho nó nhanh. Cố chúc ơi, lái xe hộ cái ông ơi. Ông ơi, lên xe hộ cái đi cho nhanh nào, đi bộ làm cái gì mỏi chân ra. Uầy, nói thế mà vẫn không nghe hả? Lên xe ông ơi, đi.
Vào xe nhanh, mất thời gian quá cơ ông ạ. Thanh niên này có nickname là Đạt Hường, chắc là kiểu như là đặt tên ghép với người yêu đi mà. Đạt yêu Hường đi mà, tôi thề luôn, chắc là chỉ kiểu này thôi. Nào tổ lái nào, bây tổ lái vô cùng là óc chó anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ chạy đi chỗ khác thôi. Ơ mà đứa nào gọi drone thính chỗ này vậy? Thôi xong rồi, các chú tới số với anh rồi. À hình như là ở trên tròi. Đây nhảy xuống xe và lên tròi chơi nó luôn. Em ơi là em ơi, mình hết cái lựu đạn rồi anh em ạ. À đủ, gì vậy? Gì vậy thế nên cả la? Ủa ơi căng vậy, dựng từ mang kín vậy ông ơi. Cái chân kìa, bởi cái chân thì nó cũng dựng nốt luôn. Ây da gắt quá cơ anh em ơi. Ơ kìa kìa, thằng kia nó bắn mình kìa. Ui dồi ôi bắn ghê vậy. Kìa kìa, kiểu là bắn xuyên cái tròi luôn. Căng vậy. Thằng kia đâu? Thằng kia đang ngồi đâu vậy? Hay là nó chạy rồi nhỉ? Ôi tự nhiên thấy mất xác rồi này. What the hell, chạy nhanh vậy. Lại còn đứa nào chạy xe ở dưới nữa kia. À team kia hả? Team kia hả? À đủ, chạy body các bạn. Chạy body các bạn. À chạy nhanh lên. Xong nhá, như vậy là mình đã có được 3 kill anh em ơi. Và hiện tại thì thiên thần cũng sẽ phải chạy bo thôi. Không chạy bo là tí lại sấp mặt bây giờ. Nào let's go. Let's go. Nhanh nào anh em ơi. Công nhận là bo thu thấm phết các bạn ạ. Một giây hiện tại thì mình mất tận 2 máu cơ. Đằng sau này thì chắc là chẳng còn ai nữa. Ok. Ê bạn ơi còn máu không? Cho mình túi máu nào bạn ơi. Bạn ơi, cho mình xin ít máu nào thiên nhiên. Cho máu đi. Ok. Bạn ấy cho mình một túi máu. Rồi xong nhá. Như vậy là bây giờ hiện tại thì mình đã đầy 200 máu và có thể tự tin chiến đấu được luôn. Đây ông ơi. À có người ở trên này hả? Tôi chưa thấy ai luôn. À trong nhà cũng có máu luôn này, ngon. Đây ok. Thêm một túi máu này. Chúng ta hãy thử kiểm tra xung quanh xem là khu này còn ai nữa không nhỉ. Phía trước mặt là drone thính. Tận 2 drone thính luôn, chắc là do 2 người gọi. Đây bên dưới. Bên dưới thì chúng ta sẽ có thêm đại thủ liên và ok. Thêm một túi máu nữa này, ngon. Ít ra là mình cũng có tận 2 túi máu để dự phòng. Như thế này thì mới ổn được các bạn ạ. Chứ còn là một túi máu dự phòng thì thật sự là không có đã để chơi luôn. Nào 7 đứa nữa hả? Bây giờ là cứ phải từ từ kiên nhẫn mà chơi thôi. Không nên vội vàng hấp tấp làm cái gì cả. Để rồi đai lúc nào thì cũng không biết luôn. Đây cứ bình tĩnh từ từ mà chơi. Ơ kìa, thính rơi ngon vậy. Uầy, rơi gần mình luôn, ngon thế nhỉ. Ngon, có giáp ba mới này. Ok. Đây bo thu rồi kìa các bạn ơi. Các bạn hãy nhanh chóng chạy vào trong cái vòng an toàn đi. À phía trước mặt, phía trước mặt có đứa nào vừa bắn súng vậy? Anh sẽ cho chú sấp mặt luôn nha. Thanh niên ơi là thanh niên ơi kia hả? Úi giời em ơi, chạy đi em, chạy đi em, chạy nữa đi em. À quyết định là núp sau gốc dừa hả? Ôi chạy bao thôi nha em ơi, chạy nhanh còn kịp. Chạy nhanh còn kịp, không là tí nữa lại chạy không kịp. Bạn ơi đợi mình với, chạy hẳn vào trong đi bạn ơi. Ai lại đứng ngay ở gốc dừa thế thì có mà ăn nguy hiểm à. Ok chạy vào trong nhá. Chạy hẳn vào trong ông ơi. Uầy đẩy lên hả? Căng vậy. Ông ơi, ông lại chơi căng quá cơ. Như vậy là bạn ấy lại có thêm được một kill nữa bằng cái khẩu súng Famas. Hay quá nhỉ. Đây bây giờ có 6 người này. Chắc là chúng ta sẽ phải chiến đấu với 3 team nữa. À đứa nào chạy xe dưới này vậy? À đủ, xuống xe rồi cơ hả? Xuống xe rồi cơ hả? Ok hay lắm. Đây 3 thằng nữa. Bây giờ sẽ là cuộc chiến giữa mình và... À không, chỉ còn 2 người thôi. Khả năng cao là hai bạn ấy cùng một team với nhau. Cơ hội thắng của đội mình đã lên đến 50-50 rồi nha em ơi. Căng thẳng quá cơ. Bây giờ mà mất top thì đúng là chán luôn. Hai bạn ơi, các bạn đang ở đâu vậy? Mình sẽ chạy qua để tìm các bạn luôn nhỉ. À hình như là mình thấy rồi. Ở ngay cái hướng này thôi. Ok ok. Ok các ông sẽ tới số với tôi này. Nào. Ủa ấy, bắn ghê vậy. Bạn ơi tha cho mình đi, bắn ghê vậy. Ghê vậy sao mình chưa nổ được. Nào thanh niên. Có hai đứa ở ngay phía trước mặt luôn. Ok ok. Ủa ấy, sấy ghê vậy.
Cẩn thận cái đầu em ơi, cẩn thận cái đầu nhé, coi chừng là vỡ cái đầu bây giờ. Ok, thích chơi hả? Vỡ đầu này. Đúng rồi, bò đi em, anh lại sợ chú quá cơ. Nào bây giờ chờ bạn nó lên nữa. À đây. Úi giời, chạy hả, chạy đi em. Anh lại sấy cho cả hai chú sấp mặt luôn bây giờ. Ui, căng vậy. Nào, lòi thử cái đầu ra coi. À, dựng tường băng cơ. Dựng tường băng đi các em. Hôm nay anh nhiều đạn súng trường nên là anh sẽ sấy nát tường băng luôn. Không phải ngại gì cả nhá. Nào, cứ dựng tường băng lên. Ok kìa. À, chạy hả. Úi giời ơi, chạy hả, lại bị nóc rồi nha. Phá vỡ tường băng rồi ông ơi. Tưởng tường băng ngon à. À, đủ thiên nhiên. Nào. Ok, chúng nó đã chạy ra sau gốc dừa rồi. Nhanh thế nhỉ? Ủa, chúng nó lại còn sấy lại mình nữa kìa. Ôi, căng vậy. Bây giờ là mình hết máu rồi các bạn ơi. Còn đúng có 74 máu thì thật sự là căng thẳng cho mình. Rồi, chạy đi các bạn. Chạy đi các bạn ơi. Đây, chạy bò nhanh còn kịp không ơi. Nào, chuẩn bị đẩy lên để chơi hai đứa nó luôn. Kia, chính xác là cái gốc dừa trước mặt thôi. Ok, chạy hả, nốc rồi nha, chạy hả. Gạt giò nó luôn. Ok, xong. Ok, đáp lựu đạn xuống cả. Sợ quá nhỉ. Thanh niên. Ok, nó bắn mạnh mình kìa. Đây, mình sẽ đẩy lên ngay. Ủa ơi, căng thẳng vậy. Thanh niên, à đang quần máu hả. Ok, quần máu hả. Quần máu thì lên bảng điểm số nha. Ok, cần nhân giống gấp. Như vậy là trong trận này thì mình lại được top 1 với 6 kill nữa rồi nha em ơi. Và anh em hãy nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo.